Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng Dune của đạo diễn Denis Villeneuve cũng đã ra rạp, nhưng chưa phải là ở Việt Nam. Thế nhưng bạn có biết rằng, cách đây gần 50 năm, Dune đã từng được suýt chuyển thể lên màn ảnh rộng. Với hàng loạt các tên tuổi nổi tiếng tham gia, Dune ban đầu được sản xuất để trở thành một thành tựu vĩ đại nhất của thể loại khoa học viễn tưởng. Đáng tiếc là với nhiều lý do khác nhau, từ thời lượng 14 giờ như một TV show cho đến phần kinh phí 15 triệu đô la Mỹ khổng lồ lúc bấy giờ, tác phẩm được thay nghén bởi vị đạo diễn người Pháp Alejandro Jodorowsky đã không có được cơ hội xuất hiện tại rạp chiếu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Dune của Jodorowsky? Hãy cùng với Phê Phim tìm hiểu những khó khăn chồng chất đã nhấn chìm dự án này vào dĩ vãng nhé. Đầu tiên, chúng ta cần quay ngược trở lại thời điểm mà bản quyền Dune này được mua. Vào năm 1971, công ty sản xuất Abjac International, APJ, đứng đầu bởi Arthur P. Jacobs, mua lại bản quyền chuyển thể Dune. Ông dự định quay Dune sau khi công ty ông hoàn thành chuỗi phim Hành tinh khỉ. Tuy vậy, quá trình sản xuất của Dune đã bị đình trệ khi APJ quá tập trung vào chuỗi phim viễn tưởng kia. Khi Jacobs qua đời sau một cơn đau tim, Dune tưởng chừng sẽ chìm vào quên lãng khi bản quyền của APJ với cuốn tiểu thuyết sẽ đáo hạn vào năm 1974. Nhưng cuối năm đó, Hiệp hội Điện ảnh Pháp dẫn đầu bởi Jean-Paul Gibbon đã giang tay mua lại bản quyền Dune từ APJ, kể cả khi chưa có một ý tưởng rõ ràng trong đầu. Trong lúc đó, nhà sản xuất Michel Seydoux đã tiếp cận Alejandro Jodorowsky, nhà làm phim mang hai dòng máu Pháp Chile, người sau này gắn liền với quá trình sản xuất Dune. Tuy Jodorowsky không biết gì về kỹ thuật làm phim, nhưng với tư duy sáng tạo đột phá, chịu nhiều ảnh hưởng từ chủ nghĩa siêu thực, ông vẫn là bậc thầy của khả năng thu hút sự chú ý. Bộ phim đầu tay Fandor Wallis của ông thì bị cấm chiếu tại Mexico vì quá điên loạn và kỳ lạ, còn tác phẩm El Topo lại được coi là một trong những phim thiêng đầu tiên tại Mỹ. Sự thành công của The Holy Mountain, bộ phim tiếp nối El Topo của Juro, đã thu hút sự chú ý của Seydoux và ông đã liên lạc để hợp tác với vị đạo diễn. Mặc dù tự nhận mình là một tay mơ khi đến với điện ảnh, nhưng Jodorowsky vẫn có hứng thú với cuốn tiểu thuyết của Frank Herbert và coi nó như một cuốn kinh thánh của những tín đồ khoa học viễn tưởng. Qua đó, ông muốn chuyển thể phiên bản của mình là một trải nghiệm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng. Để làm được điều này, thì sau đó nhà sản xuất Seydoux đã sẵn sàng chi tiền để thuê một lâu đài khổng lồ để vị đạo diễn có thể thỏa sức sáng tạo và bắt đầu công cuộc chuyển thể cuốn tiểu thuyết đồ sộ lên màn ảnh. Vì điều kiện kỹ xảo hạn hẹp lúc bấy giờ, nên việc đầu tiên mà Jodorowsky làm là phác thảo ra một thế giới bằng hình ảnh cho bộ phim. Và đây cũng là khó khăn đầu tiên mà phim gặp phải. Do Jodorowsky không biết Dune chính xác nói về điều gì, nhất là trong khoảng 100 trang đầu của cuốn tiểu thuyết. Để thấm được Dune, vị đạo diễn người Pháp đã phải dành hàng trăm giờ đồng hồ nghiền ngẫm mọi chi tiết dù là nhỏ nhất. Đến khi có cái nhìn tròn trịa hơn về Dune, vấn đề tiếp theo mà Jodorowsky gặp phải là tìm những người ông gọi là những chiến binh tinh thần có thể giúp ông hiện thực hóa tầm nhìn. Đầu tiên là Jean Moebius Diop, một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng người Pháp. Sau khi bị ấn tượng bởi khả năng của Moebius qua cuốn truyện tranh Blueberry, Jodorowsky đã khẳng định đây là chiếc camera mà ông đang cần. Jodorowsky đưa ra ý tưởng và Moebius đã sao chép tầm nhìn của vị đạo diễn lên những trang giấy, rồi hoàn thành tới 3.000 bản vẽ storyboard vô cùng chi tiết và công phu. Cảnh mở đầu phim, theo lời của Jodorowsky, là một cú máy dài lấy cảm hứng từ cú long shot của đạo diễn huyền thoại Orson Welles trong Touch of Evil. Theo đó là những cảnh quay xuyên qua toàn bộ thiên hà, rồi các hành tinh lần lượt xuất hiện. Theo sau là những trận đánh hùng vĩ và những con tàu không gian giạt trôi ở ngoài vũ trụ. Đến đây, có một người vận hành camera thôi là chưa đủ. Dự án cần nhiều hơn để có thể chính thức đi vào hoạt động. Một số cái tên ở dưới chắc chắn sẽ làm bạn phải mắt chữ O một chữ A đấy. Và Moebius tiếp tục đi tìm một chuyên viên kỹ xảo. Người được chọn mặt gửi vàng là Dan O'Bannon, vì Jodorowsky bị ấn tượng bởi các hiệu ứng kỹ xảo trong bộ phim khoa học viễn tưởng Dark Star. Về phần diễn viên, Jodorowsky muốn con trai ông, Brontis Jodorowsky, sẽ đảm nhiệm vai chính Paul Atreides. Vì vậy, ông đã đưa cậu vào chế độ luyện tập khắc nghiệt trong 2 năm ròng rã. Jodorowsky chia sẻ, ông muốn Brontis trở thành một chiến binh thực thụ, hệt như cách công tước Leto đã chuẩn bị cho con trai Paul Atreides. Sau đó, Jodorowsky đã mời thành công Salvador Dali, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thời đó, cho vị trí hoàng đế của thiên hà Shadow đệ tứ. Jodorowsky cũng đã chiêu mộ cả Orson Welles, vị đạo diễn và diễn viên vĩ đại bậc nhất lịch sử, vào vai nam tước Baron Harkonnen. Chưa hết, Jodorowsky còn thuyết phục cả Mick Jagger, danh ca của nhóm nhạc rock The Rolling Stones, nhận vai Ferruccio, cháu trai của Baron và là người thừa kế ngôi báu của gia tộc Harkonnen. Ban nhạc rock lừng danh Pink Floyd cũng được Jodorowsky mời để sáng tác nguyên một album phục vụ cho phần âm nhạc của Dune.
Nếu những cái tên này là chưa đủ, thì Dubrovsky còn mời được cả H.R. Giger, người đã thổi sức sống cho quái vật ngoài không gian, để thiết kế những thứ liên quan đến Baron Harkonnen. Trong đó có cả những chi tiết không hề có trong tiểu thuyết, như con đường đầy dao dẫn tới pháo đài của hắn. Chiêu mộ xong xuôi những chiến binh tinh thần, nhưng trận chiến để khai sinh ra Dune của Jodorowsky vẫn còn quá nhiều cam go. Có một sự thật rằng, chẳng ai biết phiên bản Dune của Jodorowsky có câu chuyện cụ thể như thế nào. Bản thân nhà làm phim cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết về tác phẩm, trừ cái kết, và khẳng định tất cả các kịch bản trôi nổi trên Internet đều là giả. Lưu ý, phần tiếp theo sẽ spoil toàn bộ nội dung của Dune, nên nếu bạn chưa xem thì hãy tua để mốc thời gian này nhé. Theo tổng hợp từ nhiều ghi chép, Dune của Jodorowsky có vẻ như bám khá sát với nguyên tắc. Nó xoay quanh câu chuyện về hành tinh Arrakis, một hành tinh cằn cỗi nhưng lại là nơi duy nhất có hương dược, thứ vật chất quý hiếm và giá trị nhất trong vũ trụ. Bộ phim theo chân Paul Atreides, con trai của công tước Leto, trong quá trình khai phóng tâm trí và trở thành vị hoàng đế của dải ngân hà. Sau khi chứng kiến cái chết của người cha, Paul và mẹ gia nhập nhóm Freeman, tộc người duy nhất có khả năng nuôi dưỡng hương dược. Paul sau đó dẫn đầu đội quân kháng chiến khởi nghĩa nhằm đánh lại gia tộc Harkonnen, những kẻ đang kiểm soát hương dược để trả lại nó cho người dân. Đoạn kết của Dune là cái chết của Paul, nhưng cậu ta được hồi sinh trong tâm trí của tất cả mọi người. Hành tinh Arrakis được biến thành một hành tinh tràn ngập sự sống và Paul, trong tâm trí của người dân, di chuyển khắp thiên hà để khai sáng vũ trụ. Đáng tiếc, sự bí ẩn quá mức trong câu chuyện không phải là khó khăn duy nhất mà phim gặp phải. Lý do đầu tiên mà Dune bị hủy bỏ đó là vì thời lượng quá dài, lên đến hơn 14 giờ đồng hồ. Khi được hỏi về cuốn kịch bản đồ sộ của Jodorowsky, tiểu thuyết gia Frank Herbert nhớ lại nó có độ dày bằng cả một cuốn danh bạ điện thoại. Và như các bạn đã biết, Hollywood thường không muốn một bộ phim kéo dài hơn 2 tiếng để tối ưu hóa số lượng suất chiếu và doanh thu. Nguyện vọng cắt giảm thời lượng từ 14 tiếng xuống còn 2 tiếng của studio đã khiến Jodorowsky phất ý, sau tất cả sự chuẩn bị công phu và khát khao cháy bỏng mà ông đưa vào. Vì đạo diễn từ chối thỏa hiệp và nghĩ rằng thời lượng 10 hoặc 12 giờ sẽ thích hợp hơn với một bộ phim siêu phẩm hứa hẹn mang đến trải nghiệm chưa từng có cho khán giả đại chúng. Để các bạn dễ hình dung, thì nếu Dune giữ nguyên tầm nhìn của Jodorowsky thì nó sẽ dài gấp 2 lần rưỡi hoặc thậm chí 3 lần Avengers Endgame, thậm chí gấp 4 lần phiên bản Dune mới ra mắt và có độ dài tương đương cả một mùa của Game of Thrones. Ngoài thời lượng thì bản thân ý tưởng của phim cũng là một vấn đề lúc bấy giờ. Khi đó, Jodorowsky và Seydoux đã gửi cuốn storyboard mô tả tầm nhìn vô cùng chi tiết và đồ sộ của họ về Dune đến tất cả những xưởng phim lớn, từ Walt Disney, Universal cho đến Warner Bros. Sự đầu tư tỉ mỉ này khiến cho các studio vô cùng hài lòng và thích thú. Thế nhưng điều đó là chưa đủ. Walt Disney không nghĩ rằng đây là một dự án khả thi vào thời điểm hiện tại, khi câu chuyện về một thanh niên chu du khắp thiên hà là một thứ gì đó khá xa vời. Lúc này, Hollywood đang tìm những ý tưởng phổ biến và an toàn hơn, những câu chuyện có thể đảm bảo doanh thu cho xưởng phim. Hơn nữa, với mức kinh phí sản xuất 15 triệu USD khổng lồ vào những năm 70, rủi ro về việc Dune sẽ trở thành một quả bom xịt là rất cao. Những năm 70 chưa phải là chín muồi của những bộ phim khoa học viễn tưởng phức tạp và siêu hình hay các chủ đề mang tính chính trị xã hội. Do đó, Jodorowsky và các cộng sự không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng sản xuất. Sau tất cả, Jodorowsky vô cùng thất vọng khi đứa con tinh thần được thai nghén của ông đã không bao giờ có thể chào đời. Khi nhắc lại chuyện cũ, Jodorowsky vẫn không giấu nổi sự tức giận với hệ thống Hollywood vì nó chỉ chú trọng vào doanh thu và vùi dập các nỗ lực tạo ra những tác phẩm nghệ thuật chân chính. Giám sát hiệu ứng kỹ xảo của Dune, ông Dan O'Bannon cho biết Dune đã bị hủy bỏ ngay trước khi chuẩn bị lên lịch quay, sau khi tất cả các điều khoản đã được thông qua trên giấy tờ, rằng dự án Dune có thể được coi như cuộc đời của Alejandro Jodorowsky. Nhà sản xuất Michael Seydoux thì ngậm ngùi rằng vết thương lòng này sẽ đi cùng với Jodorowsky đến cuối đời. Sau này, nhà phê bình phim Devin Farasi thừa nhận, có lẽ vấn đề lớn nhất của Jodorowsky là việc ông ấy đã đi trước thời đại quá xa. Những ý tưởng và thông điệp mà Jodorowsky mang vào phim có lẽ phải mất đến nhiều thập kỷ người xem mới có thể hiểu được. Dù không đến được với khán giả, nhưng câu chuyện của Dune đã truyền cảm hứng cho rất nhiều các tác phẩm khoa học viễn tưởng sau này. Phần Star Wars đầu tiên vào năm 1977 đã có rất nhiều hình ảnh vay mượn từ những phân cảnh của Dune, trong khi những phân cảnh từ góc nhìn thứ nhất của robot trong storyboard của Dune lại xuất hiện trong Terminator và rất nhiều các tác phẩm khoa học viễn tưởng khác. Và chỉ vài năm sau khi Dune sụp đổ, những chiến binh của Jodorowsky đã tham gia một trong những bộ phim sci-fi có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại,
Alien, trong đó Dan O'Bannon là biên kịch, H.R. Giger trực tiếp làm ra những con quái vật, trong khi cả Mobius và Fox đều có các đóng góp khác nhau về mặt hình ảnh. Khi nhìn lại, nếu như không có Dune thì sẽ không có Alien, Blade Runner rồi cả The Matrix và tất cả các sản phẩm khoa học viễn tưởng sau này. Và thật may mắn là công sức của Jodorowsky đã không xuống sông xuống bể. Ông vẫn sử dụng tất cả những gì ông có trong Dune, từ câu chuyện, hình ảnh cho đến trang phục để chuyển thể thành series truyện tranh The Incall vào đầu những năm 80. Hiện tại, nhà làm phim người Pháp vẫn mong muốn có ai đó sẽ lấy cuốn storyboard dày cộp của ông và chuyển thể thành phim hoạt hình sau khi ông qua đời. Dune của Jodorowsky đáng ra đã có thể được bấm máy và đường hoàng trở thành một trong những cột mốc vĩ đại nhất trong thể loại khoa học viễn tưởng. Tuy vậy, những khúc mắc từ phía nhà sản xuất và xưởng phim đã khiến cho tác phẩm ngậm ngùi nhận danh hiệu bộ phim vĩ đại nhất chưa từng được làm ra. Dù giờ đây, các độc giả trung thành của Dune đã có thể vui mừng khi chứng kiến cuốn tiểu thuyết yêu thích của họ được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Thế nhưng với riêng đạo diễn Alejandro Jodorowsky và ekip Dune khi đó, việc đứt gánh giữa đường của tác phẩm sẽ mãi mãi là một nuối tiếc khôn nguôi. Và đó là toàn bộ câu chuyện về phiên bản Dune của Alejandro Jodorowsky. Liệu rằng nếu Dune được đưa lên màn ảnh rộng thành công vào những năm đó, thì Denis Villeneuve có cất công để tái tạo lại cuốn tiểu thuyết đồ sộ của Frank Herbert hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.